Đây là hóa đơn bán ra số 184 ngày 10 tháng 1 với nội dung là thi công lắp đặt hệ thống điện năng lượng. Diện tích 35m², dung lượng dự trữ là 15 cộng bằng pin lithium. Tại sao tôi gọi đây là hóa đơn bán ra? Là bởi vì thông tin phía trên là thông tin công ty chúng ta. Còn thông tin đơn vị mua hàng là công ty xây dựng HPT Hà Nội, chính là khách hàng của chúng ta. Do đó đây là hóa đơn bán hàng. Và nội dung mà chúng ta bán là thi công lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời. Do đó đây là hóa đơn bán hàng về dịch vụ, không kiêm phiếu xuất kho. Đối với bán ra về dịch vụ thì tài khoản sử dụng là tài khoản 131. Vì ở đây chúng ta xuất hóa đơn với công trình giá trị lớn. Tài khoản 5113 doanh thu cung cấp dịch vụ. Tài khoản 33311 thuế giá trị gia tăng đầu ra phải nộp. Đối với tài khoản khi mà chúng ta bán hàng chưa thu được tiền thì sẽ làm tăng công nợ phải thu, đồng thời tăng doanh thu bởi vì chúng ta được ghi nhận doanh thu và tăng thuế đầu ra phải nộp. Đối với tài khoản đầu 1 thì có tính chất tăng ghi bên nợ, giảm ghi bên có. Còn đối với tài khoản đầu 3, đầu 5, đầu 7 thì có tính chất là tăng ghi bên có, giảm ghi bên nợ. Do đó chúng ta sẽ hạch toán nợ cho tài khoản 131 phải thu của khách hàng có 5113 và có 33311. Còn phản ánh giá vốn thì khi mà chúng ta thực hiện tính giá thành nghiệm thu thì lúc đó chúng ta phản ánh giá vốn. Thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn ở video về giá thành sau. Còn tại video này thì tôi chỉ hướng dẫn cho chúng ta cách ghi nhận doanh thu về dịch vụ. Và trên phần mềm thì các bạn sẽ hạch toán trong phân hệ bán hàng. Chọn chứng từ bán hàng. Tích bỏ kiêm phiếu xuất kho đi, bởi vì chúng ta không xuất từ kho ra. Chọn chưa thu tiền. Nhà cung cấp là HPT. Nếu như chưa có thì các bạn phải nhấn dấu cộng để thêm, điền mã số thuế khách hàng, nhấn lấy thông tin và điền mã khách hàng. Sau đó nhấn cất. Diễn giải các bạn ghi là thi công lắp đặt điện năng lượng. Ngày hạch toán, ngày chứng từ, ngày 10 tháng 1 năm tài chính. Xuống phần mã hàng, chúng ta tìm kiếm mã dịch vụ thi công lắp đặt. Có rồi thì các bạn tích chọn luôn. Còn nếu như chưa có thì các bạn nhấn vào mũi tên tam giác ngược màu đen, nhấn vào dấu cộng. Chúng ta điền mã là dịch vụ thi công lắp đặt. Tên là dịch vụ thi công lắp đặt, chọn tính chất là dịch vụ, chọn tài khoản doanh thu 5113 và tài khoản chi phí là 6323, giá vốn dịch vụ. Sau đó chúng ta nhấn cất. Còn ở đây tôi có rồi nên tôi tích chọn luôn. Nợ tài khoản 131 có 5113 có 33311. Chúng ta điền số lượng đơn giá thành tiền. Ở đây số lượng là 1 công trình, đơn giá là 204 triệu. Sang phần thuế các bạn chọn thuế giá trị gia tăng 10%. Và nhớ phải sang phần thống kê chọn công trình tương ứng. Nếu các bạn không chọn thống kê công trình này thì khi mà chúng ta phân bổ các chi phí chung theo tiêu thức doanh thu thì phần mềm sẽ không phân bổ chi phí cho công trình thi công lắp đặt này. Nên các bạn lưu ý phải chọn công trình tương ứng. Ở đây là công trình 35DL15 pin lithium. Chính là công trình có diện tích là 35, dung lượng dự trữ là 15 pin lithium. Nếu như chưa có công trình thì các bạn nhấn dấu cộng để chúng ta thêm. Điền mã và tên công trình là được, sau đó nhấn cất. Sang phần hóa đơn, chúng ta điền số hóa đơn là số 184. Hạch toán xong thì các bạn nhấn cất để hoàn thành việc hạch toán. Chúng ta kiểm tra tổng tiền hàng tiền thuế tổng thanh toán là 224 triệu 400 nghìn bằng tổng tiền thanh toán ở trên hóa đơn. Đúng rồi thì chúng ta đóng dữ liệu lại, phần mềm cập nhật chứng từ trong phân hệ bán hàng, tab bán hàng. Chọn kỳ các bạn cần xem, nhấn lấy dữ liệu. Và đây chính là chứng từ tôi vừa hạch toán. Nếu như sai thì các bạn click mở chứng từ ra, bỏ ghi và sửa thông tin đúng thì chúng ta nhấn cất. Như vậy là tôi vừa hướng dẫn cho các bạn về hạch toán hóa đơn bán ra về dịch vụ thi công lắp đặt hệ thống điện năng lượng trên phần mềm MISA.